Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bộ về che mưa của xe Toyota Jay 2003. Đây chính là một bộ của nó. Một bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm là 4 miếng, 2 miếng phía trên và 2 miếng phía sau anh em nhé. Đây. Cấu tạo của sản phẩm thì nó khá là đơn giản. Sản phẩm được sản xuất 100% nguyên vật liệu chính, đó là chính là nhựa ABS cao cấp. Phần mặt trong của sản phẩm để dán vào cánh cửa đó chính là lớp băng dính 3M cao cấp. Cái phần này thì nó khá là dễ sử dụng. Đây, chúng ta chỉ cần lột rất là nhanh thôi. Sau đó lắp vào là xong. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là bộ về che mưa của xe Toyota Jay. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.